Hello, mình rất là vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến Thức Bổ Ích của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ, cũng là một lời giải đáp với một số bạn hỏi mình rằng là khi mua 100 gram mực, đây chính là 100 gram mực, thì ta phải pha như thế nào để đạt tiêu chuẩn in một tấm thiệp cưới. Nào, mời tất cả các bạn cùng theo dõi nha. Trước tiên các bạn cũng đừng quên chia sẻ, đăng ký và bình luận nhé. Các bạn biết không, nghề in thiệp cưới là một nghề phải nói rất là đa dạng. Hay nói khác hơn, nghề in là một nghề phải nói là muôn hình vạn trạng các bạn ạ. Mỗi người có một công thức riêng, không ai giống ai cả. Nhưng tất cả đều đi đến một điểm chung, đó là tạo ra một sản phẩm đẹp đến tay người tiêu dùng. Như vậy, khi mà chúng ta sử dụng 100 gram mực này thì chúng ta sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả nhất? Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái lon sữa bò. Lon sữa bò rất là dễ tìm. Nếu nhà chúng ta không có thì chúng ta sẽ đến quán cà phê để xin một hai cái lon sữa bò để dành các bạn nhé. Các bạn đổ mực này vào lon sữa bò hết tất cả. Sau đó chúng ta cho một ít dầu lửa. Một ít dầu lửa này khoảng là bao nhiêu? Một muỗng ăn canh các bạn nhé, khoảng một muỗng ăn canh. Thì muỗng ăn canh này thay vì chúng ta đổ trực tiếp vào lon sữa bò luôn, nhưng chúng ta đổ vào đây các bạn nhé, để chúng ta khuấy. Để chúng ta khuấy, bởi vì mực nó còn đọng trong đây, chúng ta bỏ nó uổng. Bởi vì tiết kiệm là quốc sách hàng đầu. Chúng ta khuấy xong rồi, chúng ta sẽ đổ tiếp tục vào cái lon sữa bò. Sau đó chúng ta sẽ đánh đều lên khoảng một phút các bạn. Một phút. Mực ở đây thì rất là nhiều loại mực, không những là mực màu xanh, rồi mực màu đen, rồi mực màu trắng, vân vân. Một phút đã trôi qua. Như vậy là chúng ta đã khuấy đều mực và dầu lửa, tức là dầu hỏa. Có nhiều bạn hỏi mình không có dầu lửa, không có dầu hỏa pha với xăng được hay không? Hoàn toàn là không các bạn nhé. Nếu tình trạng mà chúng ta kẹt không có dầu hỏa, dầu lửa, chúng ta có thể thay bằng cyclohexanol để chúng ta khuấy cho nó đều lên, để cho nó tan. Như vậy nếu mà chúng ta dùng cái dung dịch cyclohexanol thì chúng ta sẽ khuấy khoảng 2 phút các bạn nha, 2 đến 3 phút gì đó. Tại vì đối với cái cyclohexanol này là nó tan hơi chậm với những loại mực này. Tiếp theo các bạn sẽ lấy kem. Kem đây là kem in giấy. Nếu tất cả các bạn mua những sản phẩm bên mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ nắm vững cái công thức pha. Sau đó chúng ta lấy kem in giấy, ta đổ tiếp tục vào cái lon sữa bò. Như vậy lon sữa bò chúng ta hiện giờ có bao nhiêu thành phần các bạn? Có 3 thành phần. Thứ nhất mực, thứ hai là dầu hỏa, tức là dầu hôi, thứ ba đó là kem in trên giấy. Kem in trên giấy này là chúng ta sẽ đổ vào lon sữa bò sao cho 3/4 lon là vừa các bạn. 3/4 lon ở đây có nghĩa là vừa cộng mực in, vừa cộng dầu hỏa, vừa cộng kem, tức là 3/4 lon. Sau đó chúng ta khuấy đều. Trong quá trình chúng ta khuấy đều mà chúng ta thấy nó hơi đặc thì chúng ta cứ tiếp tục cho một tí dầu hỏa vào. Cứ thế thôi là chúng ta sẽ in tấm thiệp cưới rất là tuyệt vời. Hay nói hơn, chúng ta in trên giấy bao gồm thiệp cưới nè, rồi bìa sơ mi nè, bài kiểm tra nè, hóa đơn bán lẻ nè, vân vân. Tức là những gì tin giấy thì chúng ta sẽ pha theo công thức của mình vừa đưa ra, rất là hợp lý. Một câu hỏi kế tiếp có nhiều bạn hỏi mình, khi mình in toàn bộ thiệp, một hay trăm thiệp gì đó mà trong lon sữa bò còn dư mực, như vậy mình xài lại có được hay không? Mình cũng trả lời luôn để các bạn khỏi bất công chờ đợi. Chúng ta sẽ xài hoài, xài mãi, khi nào trong lon sữa bò hết thì thôi. Như vậy khi mà chúng ta in xong rồi, chúng ta sẽ lấy túi ni lông hay là giấy, là chúng ta sẽ đẩy lon sữa bò lại các bạn nhé. Đẩy lại. Để chi? Để đừng cho nó bay hơi. Bởi vì mỗi lần đẩy lại qua ngày sau thì sẽ bay hơi. Thứ nhất là do gì? Thời tiết nè, gió lùa vào sẽ bay hơi. Khi bay hơi chắc chắn rằng mực nó sẽ đậm đặc lại. Lúc này chúng ta sẽ cho một tí dầu hỏa nữa, chỉ dầu hỏa hoặc là dầu hôi. Dầu hỏa tức là dầu hôi đấy các bạn nhé. Thì chúng ta khuấy đều, ta in tiếp tục. Một điều đáng lưu ý các bạn nhớ cho mình, đó là khi để lon mực này qua mấy ngày sau, tức là trong cái lon sữa bò đó các bạn, 3, 4, 5 ngày sau gì đó, thì chắc chắn rằng ở trên mặt nó có một lớp màng.
Như vậy chúng ta sẽ lấy cái muỗng, chúng ta vớt cái lớp màng này ra, chúng ta bỏ. Nếu mà chúng ta để cái lớp màng đó, chúng ta khuấy đều lên, ta cho miếng dầu hôi vô để tiếp tục chúng ta in, thì một cái tai hại đáng kể đó là tấm màng đó nó sẽ làm bít cái khung lụa của chúng ta, chúng ta in không được. Các bạn nhớ lưu ý điều này cho mình nhé. Đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn cập nhật những thông tin hữu ích và ra rất là nhiều sản phẩm đẹp đến tay người tiêu dùng. Mọi thắc mắc các bạn cứ bình luận ở phía dưới, mình sẵn sàng giải đáp trong khả năng của mình. Bye bye các bạn.